Xin chào quý vị và các bạn. Mưa dông là trạng thái chung trên hầu khắp cả nước hiện giờ. Tại miền Bắc, trưa và chiều nay, khối không khí lạnh từ phía Bắc đã ảnh hưởng đến một số nơi ở các tỉnh vùng núi phía Bắc. Một số nơi đã có mưa dông xuất hiện. Từ đêm nay, khí lạnh sẽ tác động đến hầu hết các tỉnh thành miền Bắc. Mưa sẽ diễn ra ở nhiều nơi, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 2, cấp 3, vùng ven biển là cấp 3. Trong đêm nay và ngày mai, hầu hết các nơi trên khu vực Bắc Bộ đều duy trì nhiều mây, có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Nền nhiệt độ sẽ giảm xuống 3-4 độ so với ngày hôm nay và cao nhất ngày mai phổ biến từ 24-26 độ. Tối và đêm nhiệt càng giảm thấp, trời chuyển lạnh ở các tỉnh Trung Du, Đồng Bằng và ven biển, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, với mức nhiệt phổ biến là từ 17-20 độ. Riêng khu vực vùng núi do ảnh hưởng của địa hình núi cao như Sapa, Mẫu Sơn, Sìn Hồ hay Pha Đin, trời khá rét khi nhiệt độ ban đêm có thể giảm xuống dưới 13 độ. Sang đến ngày 9, ngày 10 tháng 11, mưa trên khu vực Bắc Bộ giảm đi, chỉ còn xảy ra một vài nơi và nhiệt độ cũng có xu hướng tăng dần. Trời lạnh về đêm và sáng với mức nhiệt từ 19-22 độ, vùng núi có nơi thấp hơn. Còn ban ngày, nhiệt độ tăng lên mức từ 25-29 độ. Lui xuống khu vực Trung Bộ, mưa dông cũng là hình thái thời tiết chủ đạo tại khu vực này trong cả 3 ngày tới, bởi hai hình thái gây mưa là đới gió đông bắc của rìa phía nam khối không khí lạnh cùng với nhiễu động gió đông ở khu vực phía nam. Mưa dông sẽ trải dọc suốt các tỉnh từ Thanh Hóa trở vào cho đến Bình Thuận. Cục bộ có những điểm xảy ra mưa dông mạnh với lượng khá lớn kèm theo tố lốc và gió giật mạnh nên bà con cần chủ động để đề phòng. Cùng với mưa là sự giảm nhiệt, nhiệt độ cao nhất ngày ở các tỉnh phía Bắc đèo Hải Vân sẽ chỉ dao động trong khoảng từ 26-29 độ và từ 27-30 độ ở phía Nam đèo Hải Vân. Tiết trời mát mẻ, khá dễ chịu. Sang đến ngày 9, ngày 10 tháng 11, mưa vẫn xuất hiện nhưng cường độ không còn mạnh mẽ. Số điểm có lượng mưa lớn sẽ giảm đi, do đó nhiệt độ trên toàn miền Trung sẽ có xu hướng tăng nhẹ. Khu vực Tây Nguyên trong 3 ngày tới, thời tiết lại có sự phân hóa giữa hai khu vực các tỉnh phía Đông và phía Tây của Tây Nguyên. Trong khi ở các tỉnh phía Tây vẫn phổ biến ít mưa, thì ở các tỉnh phía Đông có khả năng xuất hiện mưa rào và dông. Trong cơn dông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra gió giật khá nguy hiểm. Từ ngày 9, ngày 10 tháng 11, mưa sẽ có xu hướng giảm dần. Còn đối với các tỉnh thành thuộc khu vực Nam Bộ, mưa dông có xu hướng lan rộng từ các tỉnh ven biển miền Tây lên cả khu vực miền Đông. Cục bộ có những điểm có mưa dông mạnh lượng khá, kèm theo tố lốc và gió giật trong cơn dông. Sang ngày 9, ngày 10, mưa trên khu vực cũng giảm dần và nhiệt độ cũng sẽ tăng khoảng 1 độ. Ngoài ra, trong những ngày tới, mực nước sông Cửu Long, sông Sài Gòn tiếp tục lên theo chiều và có khả năng đạt mức cao nhất vào ngày 8, ngày 9 tháng 11. Nguy cơ cao xảy ra ngập lụt ở các vùng trũng thấp, sạt lở đê bao vùng ven sông và chiều cường gây ngập lụt ở các vùng trũng thấp thuộc khu vực thành phố Hồ Chí Minh, Vĩnh Long, Cần Thơ nên sẽ gây khó khăn cho đời sống sản xuất cũng như lưu thông của người dân. Chuyển sang thông tin thời tiết biển, trong 2-3 ngày tới ở Vịnh Bắc Bộ và vùng biển phía Bắc Biển Đông, bao gồm cả huyện đảo Hoàng Sa có gió đông bắc mạnh cấp 5, từ trưa chiều mai tăng lên cấp 6, giật trên cấp 6, biển động. Khu vực Nam Biển Đông, trong đó có quần đảo Trường Sa, cường độ gió không mạnh, nhưng trong những ngày tới mưa dông lan rộng khiến tầm nhìn giảm, kèm theo khả năng có lốc xoáy và gió giật mạnh trong cơn dông. Khép lại bản tin thời tiết cuối ngày hôm nay là phần nhiệt độ chi tiết các tỉnh thành trên cả nước trong ngày mai. Chúc quý vị có một đêm ngon giấc. Xin kính chào và hẹn gặp lại!